Chưa Có Người Yêu mới phát hành của Phan Mạnh Quỳnh là một sáng tác có giai điệu tươi vui, sôi động, mang đầy màu sắc trẻ trung, ca từ như lời khích lệ cho những bạn trẻ FA hoặc đang phân vân sẽ ngỏ lời yêu, thêm tự tin để nắm lấy hạnh phúc đời mình. MV được xây dựng dựa trên truyện cổ Tấm Cám, vẫn giữ những tình tiết then chốt, nhưng Phan Mạnh Quỳnh đã mạnh dạn đưa câu chuyện xuyên không tới thời hiện đại 4.0, mang đến khía cạnh mới mẻ đầy cảm xúc về tất cả nhân vật, kể cả những nhân vật phản diện như Cám, Dì Ghẻ, đến cuối cùng đều tìm được hạnh phúc của riêng mình. Bên cạnh đó, sự góp mặt của YouTuber Hậu Hoàng cũng được xem là một điểm thú vị, đáng xem cho sản phẩm âm nhạc lần này.